Bạn có biết không phải cơn gió nào cũng mát lạnh, điển hình là gió phơn. Loại gió này được biết đến với cái tên là gió Lào, gió Tây Nam khô nóng. Theo đó, hiện tượng gió phơn xảy ra khi gió mang hơi ẩm bị núi chắn ngang cho đường di chuyển. Khi đó, gió buộc phải leo dốc để vượt qua dãy núi. Càng lên cao thì nhiệt độ càng lạnh. Điều này khiến hơi ẩm trong gió ngưng tụ, hình thành mây và gây mưa ở sườn núi đón gió. Sau khi đến sườn núi khuất gió thì độ ẩm của gió sẽ giảm đi đáng kể và gió sẽ khô và nóng hơn. Gió phơn khô nóng ở nước ta thường xuất hiện vào mùa hè ở miền Trung và Tây Nguyên. Ok, đại khái thì qua clip trên thì mọi người cũng đã biết sương sương gió phơn là gì rồi đúng không? Vậy thì tiếp sau đây, Kim Tuyến sẽ kể cho các bạn nghe về những câu chuyện không phải ai cũng biết về loại gió này. Đầu tiên là câu chuyện về những cái tên. Bà con cô bác trước giờ nghe là gió mùa Đông Bắc, gió mùa Tây Nam thì thấy quen. Nhưng mà nhắc tới gió phơn thì mọi người lại bị xịt keo cứng ngắc liền. Để mà nói, phơn ở đây được phiên âm từ chữ phơn F-O-E-H-N. Trong tiếng Đức, người Đức đọc sao thì người Việt mình đọc vậy, dễ ợt. Trong tiếng Đức, phơn là từ địa phương dùng để chỉ một loại gió có tính chất khô và ấm ở vùng núi Amber. Nhờ đó mà khu vực Trung Âu được hưởng khí hậu ấm áp. Sang tới Canada, gió phơn được gọi với cái tên đáng yêu là gió Chinook. Dành cho những ai chưa biết thì Chinook trong tiếng bản địa có nghĩa là Snow Eater. Dịch nôm na ra tiếng Việt có nghĩa là người ăn tuyết. Nguyên nhân sinh ra cái tên này có lẽ đến từ tính chất và tác động mạnh mẽ của nó. Một trận gió Chinook thổi qua có thể khiến nhiệt độ chuyển từ âm sang dương trong vòng vài giờ, khiến cho băng tuyết tan ra nhanh chóng. Điển hình là vào năm 1962, sau khi đón một trận gió, Chinook thành phố Pinterest ở Canada đã chứng kiến sự gia tăng nhiệt độ kỷ lục từ âm 19 lên 22 độ C. Sương sương thì cũng tăng lên 41 độ nha. Này đều biết không phải dạng dừa đó. À mà nãy giờ say sưa quá thì Kim Tuyến cũng suýt quên một chuyện quan trọng. Đó chính là nếu mọi người yêu thích nội dung của Zquader, đừng tiếc một like, một subscribe để ủng hộ ekip ha. Còn bây giờ thì bye bye đất nước Canada, Đức. Thì bây giờ cùng Kim Tuyến quay trở lại Việt Nam nha. Tại Việt Nam, người dân miền Trung và Tây Nguyên gọi gió phơn là gió Lào, đơn giản vì loại gió này được thổi từ Lào sang. Nguồn gốc của gió Lào chính là gió mùa hè thổi theo hướng Tây Nam từ vịnh Bengal. Bởi lẽ đó, trong sách giáo khoa địa lý, người ta thay cụm từ gió Lào dân giả bằng thuật ngữ gió phơn Tây Nam khô nóng. Tuy nhiên, đáng nói hơn là nước ta có lắm núi nhiều đồi, gió thổi qua các vùng này đều biến thành gió phơn. Một số loại gió phơn có thể nhiều người đã từng nghe qua là gió Than Uyên thổi xuống cánh đồng Mường Thanh hay là gió Ô Quy Hồ ở vùng Sapa. Tuy nhiên, điển hình nhất vẫn là gió Lào. Ê mà khoan, nếu người Việt Nam gọi gió từ Lào sang là gió Lào, vậy người Lào gọi là gió gì ta? Về địa lý, gió Lào là gió từ phía Tây Nam sang. Nếu đem chiếu theo hướng Tây thì ở Lào sẽ gọi là gió Thái Lan. Còn ở Thái Lan sẽ gọi là gió Myanmar. Còn ở Myanmar sẽ gọi là gió Bangladesh. Còn ở Bangladesh sẽ gọi là gió Ấn Độ. Nghe cũng hợp lý ha, nhưng mà không có phải đâu nha. Để cho đúng nhất thì chúng ta cứ dùng theo cái tên trong sách giáo khoa là gió phơn Tây Nam. Còn cụ thể người Lào có cái tên dân giả địa phương nào á để chỉ loại gió này hay không thì Kim Tuyến cũng chưa có rõ nữa. Nên là 500 anh em, nếu ai biết thì nhớ để lại comment ở bên dưới nha. Về tính chất của gió, gió Lào gặp dãy Trường Sơn sẽ ngưng tụ và gây mưa ở sườn phía Tây, tức là phần lãnh thổ thuộc Lào và Campuchia. Ngược lại, khi qua đến sườn phía Đông, tức là phần lãnh thổ thuộc miền Trung và Tây Nguyên của nước ta, vì lượng ẩm không còn lại là bao nên gió sẽ trở nên khô và nóng. Những nơi gió đi qua sẽ giống như đang ở trong một chiếc chảo lửa. Ê, nói đến đây, Kim Tuyến lại nhớ tới câu hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa quay. Giờ ngẫm lại thấy cũng có lý ha, cũng có cơ sở khoa học hết đó nha. Mùa gió Lào thường bắt đầu từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 9, trong đó gió Lào thổi nhiều nhất vào tháng 6 và tháng 7. Gió thổi thành từng đợt, đợt ngắn từ 2 đến 3 ngày, có đợt từ 10 đến 15 ngày, có khi kéo dài tới 20-21 ngày. Trong một ngày, gió Lào thường bắt đầu thổi từ 8 đến 9 giờ sáng cho đến chiều tối, thổi mạnh nhất từ khoảng gần giữa trưa đến xế chiều, có khi gió Lào thổi liên tục suốt cả ngày đêm, có đợt kéo dài trong 10 ngày đêm liền. Thời tiết trong những ngày này rất khô, độ ẩm có khi xuống 30% và nhiệt độ có khi lên tới 43 độ C. Dấu hiệu để nhận biết gió Lào thường rất dễ. Thông thường khi chuẩn bị có gió Lào thì bầu trời trở nên rất trong xanh, tầm nhìn xa rất tốt. Khi nhìn lên bầu trời, chúng ta chỉ thấy những vệt mây li ti, còn chân trời phía Tây thường có màu da cam. Ngoài ra, ta cũng có thể cảm nhận được một thứ không khí khô nóng, làm cho da mặt hầm hập giống như đang bị sốt nhẹ. Kiểu thời tiết khi có gió Lào thường rất nóng, trời nắng chói chang, do đó nó thường được nhiều người ví như là một chiếc quạt lửa, có thể khiến cây xanh khô héo, ao hồ thì cạn nước, là nguyên nhân chính gây ra các vụ hỏa hoạn cháy rừng.
Mặt khác, nhiệt độ mỗi khi gió Lào thổi sẽ đạt mức cao nhất trong ngày, thường vượt quá 37 độ C và độ ẩm trong không khí thường giảm xuống rất thấp, thời tiết trở nên khô và nóng. Điều này có thể ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sức khỏe của con người. Nắng nóng kéo dài làm hạn chế các hoạt động sản xuất và sinh hoạt, đặc biệt là các hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp. Nhiều nơi người dân phải hạn chế ra đường vào những khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 4 giờ 30 chiều. Bên cạnh đó, nắng nóng khiến cho các vật nuôi bị ảnh hưởng như dịch bệnh sốc nhiệt, khiến cho hoa màu không có nước tưới tiêu, làm mất mùa, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế. Đáng lo lắng hơn là nắng nóng kéo dài còn là nguyên nhân sinh ra nhiều bệnh lý nguy hiểm như phát ban nhiệt, mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt. Những bệnh này thường ảnh hưởng rất lớn tới người già và trẻ nhỏ, thậm chí còn dẫn đến tử vong. Nên đến đây thì thật sự thì Kim Tuyến rất cảm phục người dân miền Trung vì qua năm luôn phải gánh chịu những điều kiện khắc nghiệt nhất của thời tiết, từ hạn hán đến bão lũ nè. Mong là bà con sẽ luôn vững chí, bền gan, chân cứng, đá mềm để có thể chiến thắng được những thử thách của mẹ thiên nhiên. Mọi ý kiến đóng góp thì các bạn có thể vui lòng để lại comment bên dưới. Đừng quên nhấn nút like, share và subscribe để lan tỏa những nội dung hay ho và thú vị cho nhiều người được biết ha. Xin chào và hẹn gặp lại!